Video này là chiếc xe 7 chỗ số rộng đến từ thương hiệu của Mazda. Em và các bác cảm nhận, xe có hơn 100 triệu thôi các bác ạ. Các bác đã có thể là mua chiếc xe Mazda số tự động này rồi. Đấy, cực bền, cực lành, cực tiết kiệm, máy chỉ 1.8 thôi các bác nhá. Đấy, gương kính điều chỉnh điện này. Đấy, rồi có túi khí an toàn này các bác này. Đấy, có túi khí an toàn này. Đấy, đây là cần số nhá. Đấy, cần số tự động của xe đây. Có màn hình này. Rồi điều hòa của xe này cực mát này, mát cực sâu. Đấy, có loa check ở kia. Và bên đây nữa các bác nhá. Đấy, trần của xe vẫn là trần nỉ nét căng luôn các bác ạ. Đây. Ghế của xe rất đẹp. Đấy, một bộ ghế da xịn nguyên theo không phải nguyên nhá. Ghế này bọc lại rồi. Nhưng mà nó là một loại chất liệu da tốt. Đấy, chỗ này có tì tay này, hộp đồ các bác nhá. Đấy, sàn 5D rồi. Đấy, sàn 5D rồi các bác nhá. Cái con bu lông ốc vít ở đây nó còn rất là sáng đẹp đây. Đấy. Rất là sáng đẹp. Kính của xe được bọc dán rồi, bốn kính điện đồng hoàng. Và đây các bác xem là những cái phần lẹp kính của xe không bị cong vênh này đúng không ạ? Và đây là nội thất bên trong tiếp theo em và các bác xem. Đây. Nội thất rộng rãi, đây là hàng ghế thứ hai các bác nhá. Và hàng ghế thứ ba đây, hàng ghế thứ ba đang được gập lại để ở đây. Đấy, thì em quay các bác xem. Đấy, đây các bác nhìn nữa này. Đấy, trước này có cái vị trí bàn làm việc này, vẫn còn tem luôn, vẫn còn tem xịn của theo xe từ ngày xưa các bác nhá. Đấy, đây là chiếc xe đẹp, chiếc xe chất đấy ạ. Đấy, vách cửa này không han gì, không mục mọt, không đâm đụng, không va chạm, không bị ngập nước. Đấy là những cái mà ở trên chiếc xe này, ở chiếc xe nào cũng thế đúng không ạ? Đấy, hàng ghế này thì gập lại và mình có thể tháo ra tùy theo sở thích của các bác nhá. Đây đây này, đèn rất sáng đẹp này. Chiếc xe này màu đỏ và là màu đỏ xịn nguyên theo xe nhá. Chiếc này thì ở đây quan nhìn này nó không được bóng lắm. Về mình đánh bóng đi, hết mấy trăm nghìn thôi. Đấy, chiếc này mới về xong các bác nhá. Mới về xong thì em quay em giới thiệu lên cho các bác được xem luôn đây. Lốp giày nhá. Đấy, lốp giày la răng đúc nguyên bản theo xe. Đấy, những cái phần tắp đi tắp nô cửa xe còn đẹp. Đấy, còn tươi, sáng đúng không ạ? Những cái bu đông các bác nhìn này không han gì gì này. Và bên em hiện tại đang có hai con nhá. Một con 138 triệu, một con này giá cao hơn. Con này để bác 158 triệu, 158 triệu các bác nhá. Đấy, con này nó đẹp hơn, cứng hơn. Xe ok hơn cho nên là giá sẽ cao hơn các bác nhá. Đấy, để cho bác ra đây thôi. Quá rẻ luôn cho một chiếc xe như vậy đúng không ạ? Hơn 100 triệu các bác có 7 chỗ số tự động đi rồi. Có xinh nhan ở trên gương này. Đấy, rồi đây. Đăng kiểm tháng 2 năm 22 các bác nhá. Đèn thì vẫn là đèn xịn nguyên theo xe. Và theo giá tháng thì chiếc xe này cái chỗ này nó hơi bị gọi là bạc đi một chút. Về các bác đánh đi thôi, chỉ cần đánh đi thôi mất 150 nghìn thôi thì đèn này sẽ sáng ngay. Và đèn kia 150 nghìn nữa, tổng ra 300 nghìn thì một cặp đèn pha sẽ sáng rực luôn các bác ạ. Và chiếc xe này được lợi thế một cái là biển Hà Nội luôn. Đấy, được lợi thế biển Hà Nội các bác nhá. Đây form dáng bên ngoài của chiếc xe đây. Chiếc này thì các bác về mình làm những cái này cho em. Đấy, đánh đèn là một và tỉa sơn đánh bóng là hai cho nó đẹp lên nữa các bác nhá. Đấy, cơ bản thì nó là như thế, có mấy cái đi thôi, còn thì có mấy cái lặt vặt chút nữa, có một chút lặt vặt nữa tí em sẽ chỉ cho bác luôn trên video này các bác nhá. Mình hãy chú ý đón xem hết video, em quay trong vòng tầm khoảng hơn chục phút đồng hồ, hơn chục phút thôi. Đây lốp này, bánh đĩa này, ga lăng này, đây, đèn này, có nhìn đèn này ok không ạ? Cột kèo zin nhá. Đấy, cột kèo zin, keo chỉ của xe là vẫn còn. Rồi, bây giờ thì em mời các bác xem chi tiết về từng phần một của chiếc xe Mazda Primacy này. Chiếc xe được sản xuất năm 2003 các bác nhá. Đấy, số rộng máy 1.8, máy số đại chất luôn, máy phun xăng điện tử. Chiếc xe này tầm khoảng gần chục lít trên 100 km, tầm khoảng 8 lít các bác nhá, 8 lít trên 100 km thôi. Ok, vâng. Đây các bác xem, gioăng cửa đẹp này. Đấy, xe đẹp xấu nào các bác nhìn trên video này các bác thấy ngay. Em quay kỹ. Đấy. Những chiếc xe xấu, những chiếc xe kém là những vị trí này kém hết rồi. Tắp đi, tắp nô nó cũng vậy, kém hết rồi các bác nhá. Con này của em là hoàn toàn nội thất còn rất là tươi. Và đây, kính chỉnh điện, gương chỉnh điện, vách cửa không han. Đấy, không han gì gì các bác nhá. Đấy, sàn đây, em quay lấy, em quay rồi, giờ em quay lại một chút nữa. Còn kèo zin, râu là vẫn còn nguyên này. Đấy, có bè này, kính của xe được dán rồi này. Đấy, được dán rồi các bác nhá. Mép cánh cửa đây, có xem. Các bác thấy xe ok không ạ? Thấy ok cho em xin một lần like, một lần tim ủng hộ nhá. Một lần like, một lần tim ủng hộ. Còn bác nào mà muốn xem thêm những chiếc xe khác của siêu thị ô tô Hải Dương thì các bác hãy đến trực tiếp tại siêu thị. Đấy, hoặc là mình cứ đăng ký follow, nhấn theo dõi để xem thêm cùng đồng hành với siêu thị trong thời gian tới các bác nhá. Đấy, đây, siêu thị ô tô Hải Dương. Địa chỉ đây, số điện thoại đây. Các bác hãy liên hệ đến trực tiếp tại địa chỉ này. Rất nhiều xe cho các bác mình tham khảo lựa chọn, trên dưới 100 triệu rất là nhiều xe, trên dưới 200, 300, 400, 500 rất là nhiều các bác nhá. Mình nhớ nhấn theo dõi ủng hộ siêu thị các bác nhá.
Vâng, em cảm ơn. Đấy thì tiếp tục này, các bác nhìn này, những con bu lông ở đây các bác nhìn xem là những con bu lông ở đây nó còn được đẹp này cơ mà, đúng không ạ? Những cái gioăng này, những cái gioăng cửa còn được đẹp này này. Đấy. Ok không ạ? Với giá 158 triệu thì giá này quá ok rồi, đúng không ạ? Quá là ok luôn cho một chiếc xe như vậy. Bác nào mà yêu thì nhanh tay nhá. Với giá này thì chỉ độc giá cho bác được ít thôi. Thì giá này giá ok rồi. Đây ghế đây. Đây sàn đây. À, chỗ này thì lấy em quay rồi đúng không ạ? Bên kia cũng vậy nhá, cũng lưng lên như vậy. Đây. Rồi ok, vào trước kia ngồi. Tôi đang quay cái ạ. Vâng nhá, thì ở đây các bác xem nội thất nữa này. Phía sau đây quay gần chút. Ghế này tháo ra, tháo vào bình thường. Đây, tháo ra, tháo vào bình thường các bác nhá. Đấy. Máng nước này, các bác nhìn này, máng nước nguyên này. Đây, máng nước nguyên này. Vâng đấy, đi không? Các bác nhá, đây có cam lùi này. Đây là logo này, và đây là tên của xe này. Đấy, cần gạt mưa. Đấy, có đuôi gió nhá, có đuôi. Có cái đuôi cá này. Đấy, có cảm biến nhá. Đấy, có mình mắt cảm biến nào, mắt cảm biến 1 này, 2 này, hai mắt cảm biến đen đen đấy ạ. Tôn vỏ đẹp, đi em quay cả gầm nữa cho các bác xem. Đây. Xe thực sự rất là ok. Đấy, những chiếc xe này thì đợt trước bên em toàn bán 170-180 thôi. Đấy, nhưng mà con này thì xe mới về chưa dọn nên cộng lương để cho bác luôn. Đấy, giá này thì công khai giá luôn các bác nhá. Nhiều con này em bảo là cứ đăng lên xong là để cho các bác bớt. Đấy, những chiếc xe này của em thì không bớt được nhiều nhá. Đấy, đắp đi gấp mô của xe đây này, các bác nhìn này. Đấy, rách cửa này. Đấy. Những cái bu lông này còn đẹp này các bác này. Chưa bị vặn này, chưa bị tháo này. Đấy. Đây, gioăng cửa đẹp đây. Không cột kèo nguyên zin nhá. Có phủ táp lô đồng hoàng. Vâng, có phủ táp lô đồng hoàng. Được cốp đồ này. Cửa gió không gãy vỡ gì này. Đấy. Đây loa này. Táp lô đây nhá. Em mở cho các bác xem này. Đấy. Chỗ này là chỗ để mình gắn tượng. Gắn tượng cái gì đó. Đấy, có khóa khiển nhá. Tay lái xe rất là nhẹ nhàng. Đây máy nhìn nha. Côn số lái nhẹ nhàng. Ok thì bây giờ tiếp tục quay các bác xem cánh đằng sau. Cánh đằng sau đây. Lốp cánh này. Các bác nhanh tay nhấc máy gọi điện bên em để được tư vấn thêm về mọi thủ tục. Thủ tục sang tên vận chuyển. Bên em hỗ trợ vận chuyển toàn quốc. Sang tên toàn quốc, vận chuyển toàn quốc các bác nhá. Ship xe tận nhà các bác luôn. Các bác cho mình ngồi ở nhà rung đùi gọi điện. Trong ơi đánh anh có xe này anh xem. Thế là bên em sắp xếp và cho người đánh xe tận nhà các bác luôn. Đấy, vâng. Như vậy thì em quay xong phần nội thất bên trong rồi. Đấy, bên ngoài đây. Đấy, sơn xe thì các bác về mình tỉa sơn, mình đánh bóng một chút nữa. Hết tầm khoảng 1 triệu là đẹp. Đấy. Đèn này, cặp đèn pha 300.000. Các bác nhá. Nội thất thì bên em vệ sinh rồi và máy cũng đã vệ sinh rồi. Đây bây giờ quay máy, quay gầm cho các bác mình xem nốt đây. Gầm đây các bác ơi. Đây gầm này. Đây gầm này. Đấy nó không mục mọt nhá. Đây gầm này. Đấy. Ok chưa? Máy đây này. Đây em mở máy nhá. Máy 1.8 thôi, máy phun xăng điện tử. Máy ngang. Tất nhiên là một cầu rồi. Đúng không ạ? Đây máy đây, động cơ đây. Cabo đây, nỉ vẫn còn. Đúng không ạ? Đấy là động cơ khoang máy các bác nhá. Mời các bác xem lốp vật gầm này. Đấy, gầm này. Đấy, gầm đây. Không mục mọt đúng không ạ? Bây giờ em quay xong chiếc xe Mazda Flemacy này rồi. Các bác liên hệ sớm với em. Liên hệ sớm nhá. Để được sở hữu chiếc xe Mazda số động này. Mẫu xe cực bền, lành, tiết kiệm, phụ tùng thay thế dễ, rẻ, sẵn đúng không ạ? Còn nhiều mẫu khác thì mình hãy đến trực tiếp nhá. Đây, mẫu này cũng mới về này, mới về xong. Hyundai Tucson 2009, giá hơn 300. Vâng, thì video về chiếc xe này em đã quay xong, xin được tạm dừng và kết thúc.
em sẽ quay trở lại và giới thiệu với các bác vào những cái video, những clip tiếp theo. Xin chào tạm biệt ạ.